Đây mùa cắt lúa quê mình nha các bạn. Ở đây có nhiều xuồng ghe vô để đi đặt lúa các bạn, đặt lúa miền Tây. Đây là cái nghề mưu sinh của bà con vào những cái mùa cắt lúa và mùa đặc biệt là mùa nước nổi ở miền Tây nha các bạn. Đây là những cái lú để đặt cá nha cả nhà. Ta đang chuyển những cái lú xuống vỏ để đưa ra ruộng. Nãy thì bà con mình đưa những chiếc vỏ lãi kéo qua đường lộ các bạn. Đúng. Này ở đâu lại lú chú? Vậy hả? Vô mùa ha. Vô mùa. Những cái mùa này thì bà con mình đi kiếm những con tôm, con cá. Thăm lú hả? Mấy giờ chú? 2-3 giờ khuya dở rồi. Dở dòm thấy mà cá nó có mà nó muốn qua nè. Dạ. Quay mà lên nữa chắc mà mốt lú lên giá lắm mà. Dạ. Tại vì thấy gì có ai cũng mua chứ. Đúng rồi. À, thấy cái người ta làm theo. Làm theo mà cuối cùng cuối không cho đặt luôn. Cực lắm. Như vậy chứ cái này cực lắm. Ngày này cực lắm nha các bạn. Bằng ngày ta sẽ đặt như thế này nè. Ta lên ruộng ta đặt xong rồi tới khuya cỡ 1-2 giờ ta mới dở. Dạ. Giờ khuya là 2 giờ khuya là đi dở rồi. Dạ. Dở tới 7 giờ sáng hoặc 8 giờ sáng mới dọn. Năm nay giá cá đồng cũng đỡ hả chú? Nói chung nó cũng không giá không tạm nhưng mà cái cây thấp được. Dạ. Hôm gầy có đặt đâu chưa chú? Có mấy gầy cũng đặt bên chích rồi bên mà quà bánh. À, mấy bánh cắt lúa trước đó ha. Cắt chỗ nào cắt trước thì đặt trước. Cái mà này mình đặt là mình có mua đồng không hay sao? Không, bên đây mà đặt lan mà. Cái đặt lan. Cái này không có cá năm nay. À. Cá nó mua rồi cuối cùng mình đâu có lợi. Dạ. Em trước nhầm lúc con thấy người ta mua đồng tùy chỗ ha. Dạ. Chứ kiếm cá đâu phải dễ. Đêm có 200-300 ngàn rồi đi mua cái nữa rồi như đặt 30 bát quái rồi 3-4 đất rồi hết 60 ngàn rồi đêm có chừng 300 ngàn còn có 240 à. Dạ. Rồi tiền xăng tiền cộ nữa rồi công sức rồi ha. Chua. Dạ dạ. Để kiếm một cái cá tôm cũng phải là chuyện đơn giản các bạn. Ta phải đầu tư rất là nhiều từ lưới, xuồng ghe, vỏ máy, dầu, xăng dầu rồi đủ thứ hết trơn các bạn. Và các dụng cụ liên quan đến cái phần đặt lúa nữa các bạn. Nghề này là cái nghề mưu sinh mùa nước nổi bà con miền Tây ở đây quê Sóc Trăng nha các bạn. Cũng có nhiều tỉnh người ta cũng xài những cái công cụ bắt cá như này rồi. Đây hồi nãy thì ta phải đi vỏ qua đây và người ta kéo vỏ lên bờ luôn á cả nhà. Anh em mấy chú rồi xúm lại kéo qua lộ. Sống khó khăn, ta cũng mới chọn cái nghề này nha các bạn, cái nghề này rất là khó khăn. Một gỗ như mình đặt bao nhiêu lần mình mới ngưng chú? Lần một á. Đặt lần một là bỏ ruột, bỏ đồng nha các bạn.
Thì kênh thì cũng có những cái clip đặt lú và thăm lú rất là nhiều. Thì cái nhà mình chưa có xem clip thì nhớ lên YouTube gõ dở 12 cửa ngục Ngã Năm TV thì sẽ có những cái hình, những cái clip như thế này các bạn. Cái clip ta đi thăm lú, thăm 12 cửa ngục các bạn. Cá rất là nhiều nha các bạn. Đây thì đồng của bên anh Hoàng em đã cắt xong hết rồi cả nhà. Cắt cũng được mớ ở đây thôi chứ nói xong chưa xong đâu. Tại mùa này nước lên cao quá cho nên là ta cắt nó hơi trễ. Rồi mưa tùm lum hết. Cho nên là ta đặt lúa cũng trễ. Đúng ra là ngay rằng cái mùa tháng 9 tháng 10 người ta mới xài cái này nhiều. Nhưng mà năm nay nước lên. Anh ba mấy cái không? Anh lên cái miếng tầm nhà này là chỉ cái miếng đang cắt đó đó. Anh canh đó đó rồi anh đặt. Lên đường đó cũng được. Miền Tây nói chung đặc biệt ở Vương Sóc Trăng mình còn rất là nhiều cá nha cả nhà. Cho nên là lượng cá ở đây cũng khá là dồi dào, nói chung cũng đảm bảo cho bà con mình mưu sinh mùa nước nổi khá là ok. Nói chung là cá cũng xanh xôi đều đặn lắm. Tới mùa thì cá rất là nhiều, tới cuối mùa thì đương nhiên cá cũng giảm lại. Chiếc vỏ lãi và những cái máy, những người nông dân trên cánh đồng, những hình quen thuộc ở miền Tây. Đây là mấy người này cũng chuyên nghề cá nha các bạn, chuyên nghề cá, người ta sẽ đi theo mùa. Đó, đồng bây giờ chạy máy được luôn rồi. Những cánh đồng sau khi cắt lúa là cá rất là nhiều nha cả nhà. Mùa này thì cái rô rất là to rồi, cái rô cái lóc đồ nhiều rồi. Cái rô 3-4 con tay là chuyện bình thường. Nói chung là cá rô mề đó cả nhà. Mùa này cá nó mập tại vì có nước. Nước vô với lúa ta chỗ á, cá nó có nhiều cái thức ăn đó, cho nên là cá rất là nhiều. Như ở đây anh Hoàng cũng chặn cái lúa nhỏ ở đây. Ở đây là cái đuôi chuột thôi, cũng có cá nha các bạn. Đây là cái giớn á, dùng cái giớn ta đặt giớn, nhưng mà ở này đặt chặn thôi. Tại cá ở trên những cái ao chứa địa ở đây nó cũng ra nè các bạn, nó ra nó lên ruộng á, tới cái mùa nước lên hổm nó mưa xuống là nó lên ruộng á cả nhà. Đó, bây giờ bà con đi ra tốt ngoài nè. Ngày này rất là cực nha cả nhà, xin nhắc lại cái ngày này rất là cực. Người ta phải đi đặt. Nói chung là đặt xong rồi người ta tối người ta mới dở, người ta thăm. Đó, thăm xong người ta phải cuốn nữa. Đó, rất là cực. Còn phải canh. Nói chung là phải thức sáng đêm đó. Thức sáng đêm, ngày này là vậy đó các bạn. Ta dở sớm chi? Dở sớm để bán kẹp cái chợ sớm, chợ sáng đó. Để qua ngày thì cá nó sẽ bị sần hay là nó bị mắc nói chung là nó tụ ký, nó nhả mồi ra tụ ký các bạn. Ở đây thì sau cái mùa nước nổi, ở đây thì chưa tới cái mùa nước nổi nữa mà nước nó ngập cái hổm thì mình cũng quay là giăng cá, giăng lưới cá lồng tôm như này được luôn nè cả nhà. Đó. Thì đợt trước thì ta cũng có quay nhiều cái clip về mùa nước nổi, cả nhà mình chưa có coi những cái clip về mùa nước nổi mình coi lại nha. Bắt cá đẩy côn nổ rất là nhiều. Đó, cái vườn bắp của anh Hoàng bây giờ nó banh hết trơn các bạn. Đây là cái
bị cái nước nó lên đó cả nhà. Năm nay nước bão nó lên sớm quá. À, chưa tới tháng 9 tháng 10 nữa, thường tháng 9 tháng 10 nó mới ngập lên trên tới này, mà năm nay cho nó lên sớm quá đó cả nhà. Này, nước nó trôi tới mấy cái bia lên bờ hết. Giờ nó cũng khô rồi, cũng đỡ. Đó, bà con mới đi cắt lúa rồi chứ bữa hổm nước nó ngập lên tới trên này là lúa là nói chung là còn cái bông không á, nhầm chỗ thì nói chung nó ngập hết trơn luôn. Đó, ngập ghê gớm này. Năm nay rất là may thì nói chung là những cái bà con mình cắt trước á, cắt lúa trước á thì nói chung là bị lúa nó không có giá là một hay á, là bị tốn công cắt, ta phải cắt tay. Tại nó chín mà nó bị ngập nước thì bắt buộc phải cắt tay mới cắt vô không được. Đó, bắt buộc cắt tay. Thì lúc đó thì lại thất nữa, thất. Bây giờ thì bà con cũng vô 500-600 kg một công thì cũng đỡ. Đó. Thôi bây giờ Tân xin chào và hẹn lại cả nhà trên kênh Ngõ Năm TV trong những clip mới nha. Bye bye cả nhà nha. Cả nhà mình yêu mến miền Tây thì nhớ xem những cái clip trong danh sách phát của kênh Ngõ Năm TV nha. Vô kênh Ngõ Năm TV để xem nhiều clip hơn về miền Tây. Bye bye cả nhà nha cả nhà ơi.